thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay trên kênh youtube Chuyện Xóm Cục. Đứng trước cái nghèo khổ, cùng cực, thiên hạ vẫn hay than vãn, an ủi với nhau rằng, đời mà ai chẳng có lúc lên voi xuống chó hay đại loại như câu ai giàu ba họ ai khó ba đời dáng làm lụng thì thế nào cũng sẽ có dư kim liên thầm cười khinh những ai thốt ra câu nói đó bởi họ chưa từng sống thử cuộc sống của cô một cuộc sống tăm tối như địa ngục có cố gấp mấy cũng sẽ không bao giờ thấy được ánh nắng đẹp đẽ của mặt trời cô hận đời hay nói đúng hơn là hận cái cuộc đời chó má khốn nạn mà ông trời đem đến cho mình Liên, phòng số 3, khách quen tìm mày. Giọng người đàn ông độ trạc hơn 30 tuổi ồm ồm vang lên. Khuôn mặt tên này bậm trợn, tóc đầu đinh, bộ râu trên mặt làm hắn như già thêm 10 tuổi. Long ghi ghi chép chép gì vào sổ hồi lâu, nhìn lại vẫn thấy Kim Liên đang trang điểm. Hắn cau mày, giọng gắt lên. Mày có nghe tao nói không hả con đỉ kia? trước sự hung tợn của người đàn ông to cao trước mặt kim liên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đáp mày từ từ không được à dặm lại tí phấn rồi mới vào được chứ ông không gấp thì thôi mày gấp cái gì long cười khinh khỉnh mỉa mai cô mấy đứa mười mấy hai mươi tao không nói làm gì mày nhìn lại mày xem ba mươi tuổi rồi đó liên không những vậy còn có con còn có khách tìm mày là may rồi Mày nghĩ mấy ông già đó cần nhìn mặt mày sao? Sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Nhưng ít ra tiền con này kiếm được cũng dùng để nuôi mày đó thằng khốn. Long trợn mắt, chỉ vào mặt liên. Lớn tiếng hỏi. Mày nói gì hả con điếm? Đúng lúc này, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, ăn mặc lòe loẹt, mặt hoa dao phấn tiến đến chỗ hai người hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Tụi bây không đi tiếp khách cả hay muốn đói chết cả lũ nói xong bà quay ngoắt sang long mắng nhiếc còn mày nữa muốn gây sự với nó sao hả mướn mày về để phụ tao quản lý tụi nó bây giờ mày làm thế này à long lúc này biết sai cúi đầu nói em sai rồi em xin lỗi chị hoa mày coi chừng tao đó còn không mau ra ngoài bấy giờ bà hoa quay sang nhìn kim liên thái độ khác hẳn lúc nãy mày cũng tranh thủ đi rồi vào tiếp khách. Thằng Long có làm gì mày nữa thì nói chị. Kim Liên nhẹ gật đầu. Dạ, em vào liền. Cảm ơn chị. Cô sau đó từ từ đứng dậy, bước đi trên đôi giày cao gót nhọn hoặc tiến đến phòng số 3. Cánh cửa vừa bật mở. Tên đàn ông bụng phệ, đầu hói đã vồ vập ôm lấy cô hôn hít không ngừng. Dù rất khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn phải nở nụ cười nũng nịu với ông ta ư ừ, ư ừ, anh từ từ thôi mình còn nhiều thời gian mà thả em ra trước đã lúc này ông toàn mới miễn cưỡng buông cô ra thủ thì mấy lời ngon ngọt bên cạnh anh nhớ em muốn chết đây xạo nhớ người ta mà cả tuần mới đến một lần là sao anh bận phải xử lý công việc mà cục cưng thông cảm cho anh nha hay anh sợ con vợ ra ở nhà của anh. Ông toàn biết không thể giấu được Kim Liên, đành thở dài nói thật. Cả tuần nay nó cứ ở nhà suốt. Anh bước ra đường là nó tra khảo anh liền à. Khó lắm anh mới đến được đây đó chứ. Cục cưng hôm nay phải chiều anh đó nha. Trong góc tối, Kim Liên cười khẩy. Để xem anh thương người ta như thế nào đã. Được được được, em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho mà. Vừa dứt lời ông ta lại một lần nữa vồ lấy Kim Liên như hổ đói. Chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể càng làm lộ rõ những đường cong mê người của cô. Ông toàn đắm đuối như điên như dại. Chẳng mấy chốc mà thân thể cả hai đều trần như nhộng, quấn quýt ôm chặt lấy nhau không rời. Những âm thanh người lớn vang lên không ngừng sau đó nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến, chỉ chú tâm làm việc của mình. Bởi những cảnh tượng thế này đây lạ lẫm gì đối với những khu mại dâm thế này hơn một giờ đồng hồ sau lão hói đầu kia khi đã thỏa mãn thì lập tức cuốn gói áo quần rời khỏi may mắn ông ta không quên để trên bàn vài tờ tiền mệnh giá hai trăm nghìn kim liên nằm trên giường phì phèo điếu thuốc sau cuộc làm tình khẽ cười khẩy mẹ nó có bao nhiêu đó mà cũng bày đặt ra ngoài đi chơi gái long như thường lệ tiến vào phòng thu tiền nhìn mấy tờ tiền trên bàn hắn thở dài ngao ngán nhưng cũng không dám nói gì sợ lại bị chị hoa la cho một trận nên nhanh chóng rời đi kim liên vẫn nằm đó hút một hơi thật sâu từ điếu thuốc rồi dụi nó vào gạt tàn bên cạnh chậm rãi phả từng làn khói lên không trung chẳng mấy chốc mà những ký ức đau thương bỗng chốc ùa về nhiều năm về trước cô không biết cha mẹ mình là ai không biết bản thân xuất thân ra sao chỉ biết rằng mình được một trại trẻ mồ côi kêu mang. Đến tầm khoảng 15, 16 tuổi thì tự mình trốn khỏi đó, bắt đầu bôn ba khắp nơi. Nhưng cô mồ côi, không bằng cấp, chưa đủ tuổi, lại là con gái chân yếu tay mềm nên hiển nhiên có muốn đi tìm việc làm cũng không dễ. Cô bé với thân hình gầy gò lang thang khắp đường phố của Sài Gòn, cái nắng gắt chói chang khiến làn da cô từ bao giờ đã trở nên đen nhẹm ánh mắt thèm khát nhìn vào những chiếc xe đẩy bán thức ăn khiến người ta càng muốn xua đuổi cô đi hôm ấy kim liên thật sự không thể nào chịu đựng được cơn đói khát trong người mình tay chân cô bùn rùn cả thân thể nhẹ hẫng tựa như không còn sức trụ vững cô nhìn ngó xung quanh một lượt nhận thấy chủ tiệm bánh mì đang ngủ gật bước chân nhẹ nhàng tiến đến rón rén với tay lấy vài ổ bánh mì nhưng chưa kịp chạy thì đã bị ông ta phát hiện này mày làm gì thế hả con kia dám ăn cắp bánh mì của tao à lũ mồ côi chúng mày đúng là cặn bã của xã hội mà toàn là lũ đầu đường xó chợ đi tao đưa mày lên công an cho mày chừa cô hoảng sợ liền quỳ xuống xin tha nước mắt không ngừng tuôn rơi hức con xin chú chú tha cho con hức con đói quá chú ơi chú đừng đưa con lên công an. "Chú, cho con ăn đi mà. Con đói quá. Con xin chú." Những người khác ở chợ thấy cảnh đó cũng rừng rừng như không, bởi họ chẳng còn lạ lẫm gì chiêu trò của mấy đứa ăn cắp, ăn trộm thế này. Đối với sự cầu xin khẩn thiết của cô bé dưới chân mình, ông chủ vẫn không hề lay động. "Tha cho mày hả? Tha để mày tiếp tục đi ăn cắp à? Mẹ chúng mày hôm nay mày tới số với tao. Vừa dứt lời, người đàn ông hung tợn lôi sành sạch cô bé yếu ớt trên mặt đường mặc kệ tiếng khóc lẫn những lời cầu xin vang lên muốn xé toạc cả khu chợ. Đôi chân cô bé cũng vì ma sát với mặt đường nên không tránh khỏi chảy xước. Máu me bê bết kéo theo sau đó. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Dừng lại. Thả nó ra đi lão nhíu mày nhìn người vừa thốt ra câu đó rồi à một cái thì ra là mày hả hoa mày thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy hả người phụ nữ tên hoa không trả lời ánh mắt chăm chú vào cô bé đáng thương dưới đường bên cạnh nó ăn cắp của mày cái gì đáng giá bao nhiêu tao trả lại cho mày mày có còn là đàn ông không mà đối xử với một đứa trẻ như vậy hả hùng ông hùng cười khẩy cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe trời ơi mọi người có nghe con hoa nó nói gì không vậy có nghe một con điếm nói gì không vậy rồi ông nhìn thẳng bà hoa tay không ngần ngại chỉ vào mặt bà mày nên nhớ tao dù có thế nào cũng hơn hẳn một người như mày mày nghĩ mày tốt lành lắm sao lúc trẻ thì dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đi cướp chồng người ta bây giờ thì dụ dỗ mấy đứa con gái về làm điếm kiếm tiền cho mày loại đàn bà như mày cả cái chợ này ai mà không khinh xung quanh không ngừng vang nhiều tiếng chửi rủa cùng những ánh nhìn căm ghét kinh tởm đối với bà đúng là đồ đàn bà không ra gì mà một người khác nghe vậy lại thêm vào phá hoại gia đình nhà người ta là thấy nó mất dậy rồi người phụ nữ bên cạnh cũng gật dù đồng tình thì nó mất dậy thật mà mồ côi nên mới thế đấy mấy người trông chừng chồng con cho cẩn thận, kẻo lại bị con ả à này dụ dỗ đấy. Bà Hoa vẫn giữ được thái độ bình tĩnh trước những lời nói cay nghiệt của bọn họ đối với mình. Mấy chục năm nay bà đã nghe đến thuộc lòng, không còn cảm thấy tủi thân hay nhục nhã như lúc trước nữa. Ông Hùng thấy bà im lặng thì càng lấn tới. Sao? Mày còn muốn dạy đời tao nữa không? Thả nó ra đi. Bao nhiêu tiền tao trả cho mày? Ông hừ lạnh mỉa mai nói. Tao không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của mày. Trả nó cho mày này. Dáng nuôi nó thêm vài năm nữa đi. Rồi cho đi làm gái giống như mày vậy đó. Đúng là không ra gì mà. Bà Hoa mặc kệ. Cúi người xuống đỡ lấy cô bé đang thoi thóp dưới chân mình đi ra khỏi nơi này. Kim Liên lúc này đang cặm cụi nhai nhồm nhòm ổ bánh mì thịt như sợ ai đó lấy mất của mình. Ăn từ từ thôi, không ai lấy đâu mà sợ kim liên lúc này mới chợt nhớ đến người phụ nữ ngồi bên cạnh mình nhẹ gật đầu nói tiếng cảm ơn con tên gì bà hoa tiếp tục hỏi con tên kim liên không có ba mẹ à cô không đáp chỉ nhẹ gật đầu bà hoa thở dài rồi nói vậy là trẻ mồ côi rồi cả hai sau đó rơi vào im lặng được một lúc thì bà hoa lại lên tiếng có muốn về ở với tôi không kim liên mấp máy môi định nói gì đó nhưng không dám chỉ biết cúi đầu im lặng không đáp bà dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô gái này khẽ cười rồi nói tôi không cho không ai cái gì đâu tôi cho ăn ở thì đổi lại phải phụ giúp tôi làm việc để trả công chứ cô lúc này mới mạnh dạn hỏi làm gái phải không chỗ tôi đâu thiếu gì công việc từ lao công cho đến phục vụ làm được cái gì thì làm nhưng sao lại tốt với con như vậy bà hoa không nói nhiều đứng dậy định bỏ đi trước khi đi còn không quên nói tin hay không thì tùy nhưng cũng đừng đi ăn cắp nữa kẻo người ta đánh cho chết đấy kim liên nghe được câu đó nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đứng dậy chạy theo bà cho con theo với vậy là kể từ lúc đó cuộc đời của người con gái tên kim liên bắt đầu chuyển sang một trang mới đúng thật như lời bà Hoa đã nói, cô về đây chỉ để làm phục vụ mà thôi. Tuy công việc có hơi vất vả nhưng bù lại Kim Liên có nơi ăn trốn ở đàng hoàng, không cần lang thang đầu đường xó chợ hay phải ngủ gầm cầu như lúc trước. Cô đứng ngoài cửa đợi vị khách nam cuối cùng của ngày hôm nay ra về rồi nhẹ nhàng tiến vào trong lau dọn. Ngọc, một cô gái điếm đang phì phèo điếu thuốc vừa nhìn cô vừa lên tiếng hỏi: mới vào là mà. Kim Liên lễ phép trả lời. Dạ, em vào làm được một tháng. Ngọc gật gù nói tiếp. Nhìn mặt mũi mày cũng đẹp đó chứ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kim Liên vừa cặm cụi lau nhà vừa trả lời. Năm nay em 16 tuổi. Ồ, đợi thêm vài năm nữa bà tút tát lại cho mày là vào ngành được rồi. Cô lắc đầu, cười ngượng. Dạ thôi, em làm phục vụ được rồi kim liên dù cho có khờ khạo đến thế nào cũng sẽ thừa sức biết được công việc mà các cô gái xinh đẹp ở đây làm là gì hơn nữa kim liên cũng đã được bà hoa cảnh báo trước vì mục đích bà ấy đưa cô về đây chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cưu mang cô hoàn toàn không muốn cô dấn thân vào con đường tăm tối này bướm đêm gái ngành hay điếm tất cả đều là những cụm từ dùng để nói về những cô gái bán thân ở nơi này bọn họ dù kiếm được nhiều tiền ăn diện xinh đẹp nhưng cái giá đổi lại lại là những lời rèm pha, sự khinh khi của thiên hạ ngoài kia. Kim Liên không muốn phải bị như vậy. Ngọc cười khẩy, phả một hơi thuốc rồi chậm rãi nói tiếp. Tao nghe bà Hoa nói qua hoàn cảnh của mày rồi. Một cô bé mồ côi, ăn học lại không đến đâu. Nếu như mày là con trai thì còn có thể làm mấy công việc khuôn vác nặng nhọc ngoài kia. Nhưng tiếc rằng, mày lại chỉ là một đứa con gái ngừng một chút cô ta nói tiếp mày nghĩ công việc này sẽ nuôi sống mày cả đời sao kim liên nghe vậy liền phản bác em không cần sống giàu sang chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở như bây giờ đã là tốt lắm rồi ngọc lắc đầu đúng là ngu ngốc mới nói ra câu đó chẳng ai muốn mình nghèo khổ như vậy suốt đời đâu cô bé à đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy kim liên mặc kệ những lời nói của ngọc định bụng làm thật nhanh sẽ rời khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi thì chị ta lại lớn tiếng mắng cô. Hay mày sợ bị thiên hạ chửi rủa, dèm pha, nếu sợ thì là đứa ngu. Bọn họ không có nuôi sống mày ngày nào hết, mắc gì phải quan tâm miệng đời. Chỉ có bản thân mày mới giúp được mày thôi, còn sĩ diện thì còn khổ dài dài đó con à. Lúc đó cô chẳng quan tâm nhiều đến lời chị Ngọc nói, nhưng ai mà ngờ được cô bé kiên định ngày nào sau này lại dễ dàng xa ngã chỉ vì đồng tiền cơ chứ sáng hôm sau như thường lệ kim liên tiếp tục đi đến các phòng dọn dẹp đúng lúc ấy chị trang một cô gái ngành khác bước vào phòng đang dọn dẹp à nhanh lên đó lát nữa chị phải tiếp khách rồi dạ em làm liên ạ à. kim liên lén ngước mắt nhìn chị trang quả thật vẻ ngoài của chị trang cũng không kém cạnh gì chị ngọc cả hai đều xinh đẹp trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa quần quần áo áo nhiều vô số kể son phấn cũng trải đầy trên mặt bàn trông bắt mắt vô cùng đây là lần đầu tiên kim liên để ý thấy nhiều thứ như vậy sự hiếu kỳ trong ánh mắt của kim liên không giấu được trang chị nhẹ nhàng hỏi cô em thích đống đồ đó à cô nhanh chóng lắc đầu dạ dạ không ạ em thấy tò mò thôi trang thân thiện kéo cô lại giường ngồi còn nói xạo nhìn em rõ là thích đống đồ kia mà sau đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới chị đưa ra lời đề nghị xem ra em cũng xinh đẹp đó chứ chỉ là ngày thường không trưng diện thôi hay lát nữa đi chị tiếp xong ông khách này sẽ giúp em lột xác đảm bảo đẹp như tiên luôn kim liên hơi ái ngại nên từ chối dạ Thôi à, em... Trang xua tay. Thôi thôi gì, nhớ lát nữa phải vào phòng chị đấy. Giờ thì dọn dẹp nhanh đi, ông sắp tới rồi. Dạ chị. Sau khi Kim Liên rời khỏi, vị khách mà chị Trang nói cũng đến. Chuyện tiếp theo xảy ra trong phòng ai cũng dễ dàng đoán được. Những âm thanh ái muội như mọi ngày lại vang lên dù kim liên có trốn trong ngóc ngách nào cũng không tránh khỏi việc nghe rõ những âm thanh đó cô sau đó vẫn chăm chỉ làm việc dù trước đó miệng nói không cần nhưng trong đầu kim liên vẫn mải mê suy nghĩ về những lời mời gọi kia của chị trang trước giờ kim liên đều không dám tự nhìn mình trong gương bởi cô rất sợ nhìn thấy gương mặt của mình ai ai ngoài kia cũng nói cô xấu xí đen đúa gầy guộc nhìn chẳng khác gì một bộ xương cả ấy vậy mà tại nơi này cả bà hoa chị ngọc chị trang ai cũng nói cô có nét xinh đẹp khiến kim liên không khỏi cảm thấy có chút hạnh phúc vậy là sau khi xong việc kim liên kiên nhẫn chờ đợi trước phòng chị trang được một lúc thì người đàn ông trong phòng rời khỏi kim liên chậm rãi bước vào vừa vào phòng kim liên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình trên giường có gần chục những túi sách quần áo mới chị trang thì đang vui vẻ cầm một sấp tiền mệnh giá lớn trên tay vừa thấy cô chị đã ngoắt lại tới rồi à ngồi đây đợi chị chút đi chị đi thay đồ đã dạ trang bước ra vẫn thấy kim liên nhìn chằm chằm vào đống đồ trên giường chị lại giở giọng châm chọc thấy chưa chị đã bảo là em thích rồi mà con gái ai mà chẳng thích mấy thứ này em cũng có chút thích ạ à? ừ vậy ngồi xuống đây chị giúp em trang điểm sau đó chụp tấm hình nha kim liên ngước mắt nhìn chị nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra ấy ấy sao lại khóc hả cổ lắc đầu mỉm cười dạ không sao ạ à. tại em thấy rất hạnh phúc lúc trước ở trại trẻ mồ côi em vì bị người ta ức hiếp nên mới bỏ trốn sau đó ở ngoài đường cũng bị người ta trà đạp, đánh đập. Chỉ có ở nơi này là ai cũng tốt với em hết. Trang gật đầu công nhận. Vì những người ở đây đều có hoàn cảnh như nhau mà, nên tụi chị cứ vậy đun bọc sống qua ngày. Nhưng em muốn hỏi. Hỏi gì hả? Tại sao chị lại tốt với em vậy? Ý em là chị đối xử với em còn tốt hơn cả mọi người rất nhiều. Trang bỗng chốc im lặng chị nhìn sang cánh cửa sổ nhỏ bé gần đó khẽ thở dài rồi nói vì em rất giống đứa em gái đã mất của chị em xin lỗi chị không sao chuyện cũng đã lâu rồi mà trang nhìn người đối diện chị không cầm được nước mắt liền tiến lại gần ôm lấy kim liên hai chị em chị lúc trước sống cùng ba ông ấy sau đó bài bạc dẫn đến nợ nần rồi ông ấy bán chị vào đây sao ạ à? trang lắc đầu không phải ông ấy sau đó bị giang hồ vô tình chém chết số nợ khổng lồ cũng vì vậy đè nặng trên đôi vai của chị cùng em gái bọn họ liên tục đến trường chị làm phiền phá rối đến mức nhà trường phải đuổi học chị kim liên cảm thấy vai áo mình có chút ươn ướt liền biết được người chị này đang khóc rất nhiều cô nhẹ tay đặt lên lưng chị ấy nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau này thì ra trên đời này vẫn có những người đáng thương hơn cô chị dù cắm mặt cắm mũi đi làm cũng không thể nào một mình vừa trả nợ vừa nuôi em gái ăn học. Lúc ấy chị mệt mỏi lắm. Chị càng cố gắng thì gánh nặng càng đè nặng trên vai chị. Em biết không? Bắn đi mấy tháng sau đó, em gái chị phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối. Thời gian nó tồn tại trên cõi đời này chỉ còn được tính bằng ngày. Chị hoảng lắm nhưng hoàn toàn bất lực. Không biết phải làm sao. Nói đến đây, mọi cảm xúc trong trang như vỡ quả. Sự mất mát lớn lao này đến hiện tại chị vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Chưa đầy một tháng sau đó, con bé ra đi, chị gục ngã hoàn toàn. Lúc đứng trên cầu định tự tử, chị Hoa là người thấy được và đã ra sức ngăn cản chị. Vậy là sau đó chị vào đây làm đúng không? Ờ, cuộc đời chị đâu còn gì để nuối tiếc nữa, có làm gì cũng chẳng sao. Không chỉ có chị mà còn nhiều người khác nữa đều đã đi đến bước đường cùng nên mới chọn nơi đây làm trốn dung thân. Nói xong Trang quệt nước mắt rồi cười tươi. Thôi, đừng nói nữa. Để chị giúp em trang điểm sau đó thay đồ đẹp. Dạ. Dưới đôi bàn tay đầy khéo léo của chị Trang, Kim Liên chẳng mấy chốc như đã biến thành một người khác. Vô cùng xinh đẹp và không kém phần sắc sảo. Thân hình cô bé 16 tuổi tiếp tục khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi kim liên lần đầu nhìn thấy mình trong gương trở nên xinh đẹp cô không giấu được sự bất ngờ cùng hạnh phúc nước mắt lại không kìm được mà tiếp tục rơi chị trang ôm lấy đôi vai gầy gò của cô rồi mỉm cười đừng khóc chị với em chụp tấm hình đi dạ cuộc đời này vốn không công bằng với những người như chúng ta vậy nên chỉ có chính mình mới có thể cứu rỗi bản thân khỏi sự khắc nghiệt này đừng quan tâm đến những điều người khác nói bọn họ sẽ không vì hoàn cảnh đáng thương mà cho em một chén cơm nào đâu hai chị em sau đó cười tít mắt sau hôm đó trở đi hai người trở nên thân thiết hơn làm gì cũng có nhau trang thật sự xem kim liên như đứa em gái của mình có quần áo đẹp hay đồ ngon đều chia sẻ với cô bé khiến một đứa trẻ mồ côi như kim liên lần đầu biết đến cảm giác tình thân là gì kim liên cũng dần xem trang như người thân duy nhất của mình Cô không ngần ngại đứng chờ trước cửa phòng chị từ khuya cho đến sáng sớm để bồi thuốc giúp chị Trang giảm đau mỗi lần gặp những vị khách biến thái, làm nhiều cho hành hạ trên cơ thể chị ấy. Nhìn những vết thương lớn nhỏ thấm đẫm máu trên thân thể chị, Kim Liên cũng xót xa không cầm được nước mắt. Những lúc như vậy, Trang chỉ mỉm cười nói một câu. Đừng khóc dùm chị. Để có được những thứ chị muốn thì đánh đổi là điều dĩ nhiên thôi. Chị chịu được. Vậy là chẳng nhớ từ lúc nào, những thứ xa hoa, hào nhoáng mà lần đầu tiên Kim Liên được trải nghiệm đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, từng thứ, từng thứ một, kể cả những lời nói của chị Trang. Năm Kim Liên đủ 18 tuổi, cô đã mạnh dạn đứng trước mặt bà Hoa mà nói: "Dì Hoa, con muốn vào ngành, con muốn như mấy chị." Bà Hoa không quá bất ngờ với câu nói này vì có lẽ bà đoán được sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Vòng xoáy của đồng tiền bao giờ cũng trở nên hấp dẫn với những kẻ thiếu thốn. Bà nhìn thật kỹ Kim Liên, chỉ là không ngờ mới hai năm trôi qua, cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Gương mặt non nớt đã không còn hồn nhiên như lúc trước vì trên đó xuất hiện một lớp trang điểm lòe loẹ loẹt, nước da cũng trở nên trắng trẻo, kiểu tóc mới, váy áo theo thời gian cũng ngắn cuốn cỡn, đoán rằng kim liên tích góp bấy lâu mua được bà hoa trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng hỏi cô con đã suy nghĩ kỹ chưa kim liên gật đầu chắc nịch con suy nghĩ rất kỹ đã mấy năm nay rồi con còn rất trẻ đừng vì những thứ phù phiếm xa hoa mà trở nên như vậy kim liên lên tiếng phản bác nhưng những thứ đó nuôi sống con giúp con có được một cuộc đời mới không cần tiếp tục làm những công việc nặng nhọc lương thì ba cọc ba đồng thế này còn bây giờ còn gì để mất chứ con không sống vì bản thân mình thì còn sống vì ai nữa con mồ côi không nơi nương tựa ăn học không bằng ai làm lao công như bây giờ thì đến bao giờ mới mới khá hơn kim liên nói đến đây giọng nói cũng trở nên lạc đi nghẹn ngào bà hoa nghe rất rõ trong từng câu chữ là sự khát khao đồng tiền đến cùng cực bởi những điều này Bà hiểu rõ hơn ai hết, quá khứ của bà cũng đã từng như vậy mà. Nhưng hiện tại bà Hoa hiểu được, dù cho có khuyên đến thế nào đầu óc non nớt của những đứa trẻ này cũng sẽ chẳng hiểu được, chỉ khi nếm trải đau đớn, đắng cay một lần thì con người mới tỉnh ngộ được." Giọng nói Kim Liên như cầu xin bà. "Con biết gì thương con, nhưng con không muốn sống như thế này mãi đâu gì, dì giúp con đi mà." nhưng một khi đã dẫn thân vào con đường này mãi mãi cũng sẽ không thể nào thoát ra được. Con chấp nhận được không? Kim Liên gật đầu lia lịa. Dạ được, dạ được. Bà Hoa suy cho cùng cũng chỉ là một tú bà, chuyên kinh doanh kiếm lợi trên thân thể của người khác. Huống hồ gì Kim Liên lúc này rất xinh đẹp, còn tự thân muốn bước vào con đường này, bà cũng không thể ngăn cản được. Được, vậy từ bây giờ đừng kêu ta là gì nữa gọi là chị đi như vậy mới đúng quy tắc dạ chị hoa ừ ờ, vậy từ nay có chuyện gì không biết thì cứ hỏi chị trang cả hai sau đó đã thân lại càng thân hơn trang chỉ dẫn kim liên từng bước vào ngành dặn dò cô đủ thứ phải biết bảo vệ chính bản thân mình ra sao đối phó với những lão già khó tính như thế nào đến tận bây giờ kim liên vẫn chưa bao giờ quên được những lời nói ấy hiện tại trên tay kim liên vẫn đang mân mê tấm hình năm đó mình chụp cùng chị trang mười mấy năm trôi qua tấm ảnh đẹp đẽ ngày nào giờ cũng đã ngả vàng cũ kỹ đến đáng thương kim liên công nhận năm đó nụ cười của cô thật sự rất đẹp rất rất đẹp không vướng chút bụi trần nếu ai đó hỏi cô có hối hận vì quyết định năm đó hay không thì cô xin trả lời là không vì ít ra trong những năm tháng đó cô được một lần sống trong nhung lụa, sống trong xa hoa, phù phiếm, được đám đàn ông ngu muội đó cung phụng như bà Hoàng. Kim Liên chấp nhận như vậy, tha một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Tuổi 18, đôi mười cô xinh đẹp mà, nếu không tận dụng e rằng sẽ suốt đời sống trong cảnh ngục tù mất. Mì nó sắp đi học về rồi đó, mày không mau thay đồ đi bà Hoa từ ngoài bước vào nhắc nhở. Kim Liên giết một hơi thuốc dài, chậm rãi đáp lại. Kệ nó đi chị ơi, nó không dám đi vào đây đâu, nó sợ em lắm. Bà Hoa thở dài, lại vô tình nhìn thấy tấm hình để trên bàn, buồn bã hỏi. Lại nhớ con Trang à? Kim Liên không giấu giếm, cô thành thật đáp. Dạ phải, thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã 5 năm, năm rồi mỗi lần nghĩ lại em thấy mình khốn nạn thật chị à? Mày lại nói điên nói khùng gì vậy hả? Chị Trang là người nâng đỡ em, xem em như chị em trong nhà. Vậy mà lúc chị ấy thoi thóp trên giường bệnh rồi mất đi, em cũng không ở bên cạnh được giây phút nào. Em vô ơn thật mà chị. Ừ, lúc mày đi cắt hết mọi liên lạc với mọi người, có muốn gọi điện báo tin cũng không được. Bệnh ết mà, làm sao tránh khỏi kim liên buồn bã cúi đầu lúc em hay tin em cứ tưởng chị đùa em không đấy đến khi ra đến mộ chị trang em mới biết tất cả đều là sự thật chị trang đã bỏ em mà đi rồi ngày đó em khóc nhiều lắm khóc đến nỗi hai mắt cũng sưng lên nhưng em vẫn không chấp nhận được sự thật đó ngồi ôm ngôi mộ đến chiều tối mới chịu trở về bà hoa sau đó không nói gì thêm đánh trống làng sang chuyện khác thôi bỏ đi chuyện cũ rồi lo mặc quần áo vào kẻo mi nó lại kim liền biết bà hoa định nói gì nhanh chóng cắt ngang rồi rồi em biết rồi em thay ngay đây mà nó là con em chứ có phải là mẹ em đâu chị cứ làm quá lên bà hoa nhẹ bước ra ngoài vô tình lại va phải một bé gái đang chạy thụt mạng về phía bà cô bé mất đà ngã về phía sau nhưng đã nhanh chóng đứng dậy con con xin lỗi bà hoa ạ à. ờ bà không sao làm gì mà chạy dữ vậy mi vẻ mặt mi sợ hãi không đáp bà hoa thấy vậy thì cúi người ngồi xuống bên cạnh dịu dàng hỏi nói bà nghe đừng sợ ai làm gì con hả mi nhìn bà lắp bắp nói là mẹ nói mẹ nói đi học về phải chạy vào trong ngay không không được đi lại ngoài này nếu không, mẹ sẽ đánh, đánh con." Bà Hoa khẽ thở dài, thầm tội nghiệp cho đứa trẻ này. Kim Liên là mẹ nó nhưng đối xử với con bé chẳng khác gì kẻ thù. Không chửi mắng thì là đánh đập dù cho con nhỏ chỉ mới 8 tuổi. "Mày đi học về rồi à? Tao dặn mày thế nào hả? Mày điếc à con kia? Mày!" Bà Hoa đứng lên chắn trước mặt Mi, lớn tiếng quát Kim Liên mày có thôi đi chưa hả con nhỏ chạy thục mạng từ ngoài vào đây đó là tao giữ nó lại hỏi chuyện đây này mày chửi tao đi kim liên biết mình nói không lại hậm hực lướt ngang qua hai người bước vào trong bà hoa thấy được gương mặt sợ sệt của bé mi liền cầm tay an ủi con bé đừng sợ đi vào trong thôi con dạ thấy kim liên trừng mắt liếc nhìn con mình bà liền hắng giọng tao xin mày đấy mày để con nhỏ yên ổn ăn cơm không được hả bé my lúc này mới dám từ tốn ăn cơm đợi bà hoa đi khỏi kim liên liền tiến lại hỏi học hành dạo này sao rồi dạ vẫn tốt ạ à. thầy cô ai cũng khen con hết ừ ờ, được vậy thì tốt mày chỉ được quyền học giỏi học ngu tao đánh mày chết my khẽ gật đầu lấy hết can đảm hỏi mẹ nó nhưng học giỏi sẽ được thưởng gì vậy mẹ con thấy các bạn học giỏi thường được ba mẹ dẫn đi chơi mua đồ đẹp nữa con kim liên lập tức cắt ngang trong lời nói không giấu được sự tức giận im mồm cho tao mày học cho mày hay học cho tao hả mày muốn tao thưởng gì cho mày có biết những đồng tiền tao kiếm được phải đánh đổi bằng cái gì không hả mày bắt buộc phải học thật giỏi nếu không sau này còn khổ hơn cả tao nữa biết chưa Mi sợ hãi gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô bé vô cùng thắc mắc không biết công việc của mẹ mình là gì. Ban ngày cô bé đi học, vẫn thấy mẹ còn ngủ, chỉ có những buổi chiều tối mới thấy mẹ ở nơi này, nhưng lại rất hiếm khi Mi gặp được mẹ mình. Có lần cô bé bắt gặp mẹ đi vào phòng cùng những người đàn ông lạ mặt. Bà Hoa nói mẹ cô đang làm việc, nếu cô đi vào đó e rằng mẹ sẽ đánh chết cô. Mi sợ lắm đến nỗi nhìn cũng không dám. Kim Liên bỗng nhớ ra chuyện gì đó, với tay lấy chiếc cặp của con mình. Bài kiểm tra vừa rồi mày để ở đâu? Dạ, ngăn bên trong ạ. À, Mi bất giác lo sợ trả lời. Cô bắt đầu lục cặp con mình, lôi trong đó ra một sấp bài kiểm tra. Sẽ không có chuyện gì cho đến khi Kim Liên thấy được một bài kiểm tra điểm 8 của con mình. Cô đùng đùng tức giận kéo tay Mi đứng dậy. Mày nói cho tao nghe. Tại sao bài này lại chỉ được có 8 điểm hả? Mày học hành như vậy à? Hay tao cho mày đi bán vé số giống mấy đứa đầu đường xó chợ ngoài kia hả? Mi hốt hoảng, chắp tay cầu xin mẹ mình. Mẹ ơi không phải đâu, tại bài đó khó lắm ạ. À. Cô nói ai làm được 7 điểm là đã giỏi rồi. Kim Liên nghe vậy càng tức tối hơn. Mày học ai thói nói xạo vậy hả con này? Mày giỡn mặt với tao à? Bỏ tiền ra cho mày đi học lại chỉ có 8 điểm thôi. Mày muốn chết phải không? Hả? 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 Mỗi tiếng, hà, phát ra từ miệng Kim Liên là một bàn tay dáng mạnh xuống tấm thân nhỏ bé của đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Mi không ngừng khóc lớn. Khóc đến khàn cả họng nhưng Kim Liên vẫn chẳng để tâm. Lực đạo trên tay ngày càng mạnh hơn. Như thật sự muốn đánh chết chính con mình. Nín. Mày nín ngay cho tao mày càng khóc tao càng đánh mạnh hơn đấy. Ngay lúc mi dần chịu không nỗi mà chuẩn bị ngất đi, may mắn bà Hoa đã sớm trở về. Không những đưa mi tránh xa con người độc ác của mẹ nó, mà bà còn không ngần ngại dáng một bà tay lên má kim liên khiến cô không khỏi bất ngờ. Chị làm gì vậy chị Hoa? Em đang dạy nó mà. Bà giận dữ chỉ vào mặt cô. Mày dạy nó như thế à? Định đánh nó đến chết à? Mày có coi nó là con mày không hả?" Kim Liên cãi lại. "Em xem nó là con nên mới làm như vậy. Chị biết không, nó." "Tao biết. Tao biết hết rồi. Chỉ vì bài kiểm tra điểm 8 của nó thôi đúng không? Chuyện này xảy ra ở đây đâu phải lần đầu. Mày nghĩ tao không biết sao?" Kim Liên im lặng. Bà Hoa quay sang ôm lấy Mi, đôi bàn tay xoa nhẹ lên vết thương của cô bé. "Vào phòng đi con, đừng khóc nữa." có bà ở đây. Không sao đâu. Đi đi con. Mi sau đó vẫn còn nức nở khóc, ôm cặp ngang ngực từng bước tiến vào phòng mình. Còn mày, vào phòng nói chuyện với tao. Sau khi đã khóa cửa phòng, Kim Liên nhẹ giọng hỏi bà. Chị định xử em thế nào? Bà nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô. Trước giờ tao đối xử tệ với mày lắm mà. Mày nghĩ tao có thể làm gì mày hả? Ngồi xuống đi. Kim Liên không trả lời, tiến lại ngồi gần bà. Lúc này bà Hoa mới dịu giọng nói, "Lúc nãy tao hơi nóng tính, tao xin lỗi." Kim Liên bật cười. "Lỗi phải gì chứ? Mạng em là do chị cứu, em sống đến ngày hôm nay do một tay chị cứu mang. Chị nói gì em cũng không dám cãi, chị đánh thì tức là em sai rồi." Thì ra mày xem tao là người như vậy à? em xem chị còn hơn máu mủ ruột thịt của em. Nếu như không có con mi, chị kêu em đi chết dùm chị cũng được. Bà Hoa nhíu mày không hài lòng. Mày lại ăn nói bậy bạ nữa. Em nói thật, chỉ tại bây giờ còn vướng bận nó thôi. Mày nói như vậy tức là mày muốn sống để lo cho nó đúng không? Kim Liên gật đầu. Phải lo chứ chị, đâu thể để nó khổ như em. Nhưng mày yêu thương nó sai cách rồi đó Liên à? không chừng khi nó lớn lên sẽ hận mày cho mà xem kim liên không quan tâm cô cười đáp em còn muốn nó hận em nữa kia mày điên rồi liên cô trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng giọng nói lúc này bỗng lại chất chứa nhiều ưu sầu chị biết không em bây giờ còn hận còn ghét còn ghê tởm bản thân em hơn là nó nữa kia vì em là điếm đó chị em bán thân kiếm tiền em bị cha mẹ vứt bỏ em lại học hành không bằng ai còn có một đứa con nữa cuộc đời một đứa như em đâu có gì để tự hào đâu chị liên à em rất sợ người ta biết con mi là con gái em sợ nó bị bạn bè thầy cô kỳ thị sợ nó bị người đời soi mói những điều đó mấy chục năm qua em chịu đựng đủ rồi chị em biết cái cảm giác khốn nạn đó em không muốn mi nó cũng vậy nói đến đây kim liên nghẹn ngào cố nuốt nước mắt vào trong cô nói tiếp cuộc đời này khốn nạn với những đứa nghèo khổ như em lắm chị à ít ra chỉ có việc học hành thật giỏi mới giúp nó có được sự công nhận của người ta sau này có thể tìm được một công việc tốt cuộc sống của nó sẽ không như em em đánh đập lạ mắng là để mi nó biết sợ phải cố gắng nhiều hơn em không cho nó khóc là vì biết cuộc đời này sẽ chẳng ai vì mấy giọt nước mắt ấy mà thương xót cho nó đâu chị bà hoa ôm chầm lấy cô rơi nước mắt thì ra mọi chuyện không phải như bà nghĩ nhưng thay vào đó lại thấy thương hai mẹ con kim liên nhiều hơn phải trải qua những đau khổ gì thì kim liên mới suy nghĩ như vậy nhưng cái gì cũng vừa phải thôi my nó cũng chỉ là đứa trẻ thôi tao còn tưởng mày hận thằng cha nó nên mới làm như vậy đấy chị vẫn còn nhớ à ừ làm sao tao quên được chuyện đó chuyện dù xảy ra đã lâu nhưng mỗi lần nhớ đến lại khiến kim liên xúc động tưởng chừng như mọi thứ mới xảy ra vào hôm qua, lần đó cô như người mù lần đầu được thấy ánh sáng, không bao lâu thì đôi mắt lại chìm trong bóng tối, khiến Kim Liên càng trở nên bất cần, hận đời hơn. 9 năm trước, năm đó Kim Liên tròn 21 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nếu như là những cô gái khác, chắc họ sẽ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường ở giảng đường đại học hay đơn giản hơn sẽ cùng một anh chàng nào đó yêu đương nhưng ngược lại đối với kim liên một cô gái tự cho rằng mình chẳng có gì lại ngày ngày bán thân ở động gái điếm nuôi thân mới đó mà cô đã vào ngành được ba năm rồi những thứ lúc trước mà cô gái năm mười sáu tuổi ao ước giờ cũng đã có được kim liên vì vậy mà cảm thấy rất vui thiên hạ có nói gì cô cũng chọn cách bỏ ngoài tai đối với kim liên chỉ cần cô hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại là đủ trong ngành này mọi người ai cũng biết một quy luật bất thành văn chính là gái điếm chỉ có nhiệm vụ thỏa mãn bọn đàn ông mối quan hệ này chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền chứ không hơn không kém hơn thế nữa ngay từ đầu bà hoa đã căn dặn rất rõ rằng bản thân những người kiếm tiền bằng vốn tự có như tụi bây thì cả đời này phải chấp nhận bị người đời khinh khi miệt thị, hàng ngày phải đối diện với sự cay độc của xã hội. Vậy nên một khi đã nhúng chàm rồi thì đừng mơ tưởng sẽ có một thằng đàn ông nào đến yêu thương mình. Nếu không, người đau khổ đến cuối cùng chỉ là những con điếm như tụi bây thôi. Những câu nói đại loại như vậy vẫn thường được bảo hoa, răn dạy mỗi ngày nếu phát hiện gái điếm bọn cô dở trò dụ dỗ ông này. Thằng kia bỏ vợ mà lấy mình dù vậy nhưng bà hoa làm sao ngăn cản nổi những cái đầu bồng bột của tụi cô và rồi chuyện gì đến cũng đến liên mày vào phòng tao ngay lập tức tao có chuyện muốn nói với mày bà hoa hùng hổ từ ngoài bước vào giọng nói trở nên gay gắt hơn bao giờ hết chứng tỏ lúc này tâm trạng bà cũng không mấy tốt đẹp trái lại với thái độ giận dữ của bà hoa kim liên vẫn bình chân như vậy. thong thả bước vào phòng vừa thấy kim liên bước vào bà hoa cầm sấp ảnh trong giỏ sách đập mạnh lên bàn cha hỏi cô những tấm hình này là sao hả mày nói tao nghe coi tại sao mày lại dám đi chơi riêng với khách mày có biết là thằng dũng đã có vợ con rồi không hả kim liên vẫn bình thản cầm lấy từng tấm một xem tới xem lui rồi cười đến sảng khoái mấy tấm hình này chắc là vợ cũ anh dũng chụp lén hà chị hoa bà hoa quát cô cũ cái đầu mày vợ chồng nó còn chưa ly hôn nhưng nếu như có ly hôn thì cũng không đến lượt mày chen vào mày biết mày là ai không hả mày chỉ là biết rồi biết rồi là điếm chứ gì nhưng em nói chị nghe anh dũng bảo em là sắp ly hôn con vợ già của ảnh rồi ly hôn rồi thì đến lượt em thôi chị không thấy ảnh cưng em như chứng sao thấy bà hoa im lặng kim liên tiếp tục điếm cũng cần có hạnh phúc mà chị anh dũng chấp nhận em chấp nhận luôn cả quá khứ của em cái gì ảnh cũng cho em hết em ngu gì mà không rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới chị đừng nghĩ đứa nào làm gái cũng sẽ không được yêu thương giống như chị cũng tùy người thôi chị ơi giờ đây em tìm được người thương yêu em thật lòng rồi chị đáng ra nên mừng cho em mới phải vậy mày có thấy thằng nào ngu ngốc đến nỗi bỏ vợ bỏ con chịu lấy con điếm về làm vợ chưa hả trong khi đó nó thừa biết mày đã từng qua tay hàng chục thậm chí hàng trăm thằng rồi kim liên nghe đến đây liền nổi đoá chị thôi đi đó là việc riêng của tôi chị đừng can dự đến nữa sẵn đây tôi nói luôn hết tuần này tôi rời khỏi đây đó chị đừng làm phiền tôi nữa nói xong kim liên đùng đùng đứng dậy định bỏ ra ngoài thì Quan đã. Mày nghe tao nói hết chuyện này rồi muốn đi đâu thì đi, tao không cản. Kim Liên đứng xoay lưng về phía bà, giọng nói khinh khỉnh. Chị nói đi. Những tấm hình này là do vợ thằng Dũng theo dõi tụi bây mà chụp được. Mày biết không Liên, nó đã âm thầm điều tra mày từ lúc mày mập mờ với chồng nó nhưng nó không chọn cách đánh đập, làm nhục mày mà chọn cách đến tìm tao nói chuyện, mong tao khuyên nhủ mày buông tha cho thằng Dũng đó. Ngừng một lát bà Hoa nói tiếp. Vì nó còn thương thằng Dũng, không muốn con mình mang tiếng không có cha. Chứ nếu đúng ra, với bấy nhiêu đó bằng chứng trong tay, nó có thể kiện cả hai đứa bay luôn đó. Nghe tao đi liền. Đừng tiếp tục làm những chuyện sai trái này nữa. Sau này mày sẽ hối hận cho xem. Thằng Dũng nó không thương mày thật đâu. Bà nói đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi đây. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa cánh cửa đóng lại cũng là lúc bà hoa bất lực nhất vậy là lại một người nữa đi vào vết xe đỗ của bà năm xưa bà hoa ảo não thở dài một cách nặng nề thầm nói tao không ngờ mày thay đổi nhanh đến như vậy liên à mấy ngày sau đó dũng vẫn đều đặn đến quán tìm kim liên đối với hắn lúc này chỉ có cô nàng tươi trẻ như kim liên mới mang lại cảm giác thú vị cho hắn vì cô dũng sẵn sàng làm mọi thứ kể cả việc bắt hắn bỏ luôn gia đình mình hắn cũng sẽ làm vừa gặp dũng đã ôm chặt kim liên đẻ xuống giường hôn hít điên cuồng như kẻ nghiện nhớ em quá đi à vợ có nhớ anh không hả kim liên nghe vậy thì trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn giả vờ làm giá hứ vợ gì chứ anh chưa ly dị với con ả à đó mà còn chưa cưới hỏi người ta đàng hoàng nữa cơ thì thủ tục cũng sắp xong rồi không lấy em thì lấy ai đây thật không dĩ nhiên dù đứng trước mặt bà hoa cô dõng dặc tự tin là vậy nhưng trong lòng không tránh khỏi những cảm giác bất an anh chấp nhận lấy em thật sao dũng hôn nhẹ lên chán cô thủ thì Chẳng phải đã nói với em nhiều lần rồi sao anh và vợ sống không hạnh phúc anh muốn giải thoát chính mình và cô ấy may mắn đúng lúc gặp được em anh mới cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa anh không quan tâm quá khứ của em quan trọng là chúng ta từ nay cùng nhau cố gắng là được rồi em đừng suy nghĩ nhiều nữa kim liên hạnh phúc nhìn anh thầm cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn vì có anh ở bên cạnh vậy là kể từ nay cô đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi kim liên sau đó thẳng thừng rứt áo ra đi rời khỏi nơi trốn mà nhiều năm qua cô đã gắn bó đến cả trang người chị thân thiết có khuyên nhủ đến thế nào cô cũng không nghe trước khi rời khỏi bà hoa nói vọng ra ngoài đã đi rồi thì đừng bao giờ trở về đây nữa cố mà sống cho tốt vào mọi thứ tiếp theo diễn ra đúng như mong ước của kim liên cô và dũng kết hôn cả hai có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp mãi đến sau này trong trí nhớ của kim liên thì những năm tháng bên cạnh dũng là khoảng thời gian cô cảm thấy rất hạnh phúc tất cả đều rất đẹp đẽ cho đến một năm sau cô hạ sinh con đầu lòng dũng thay đổi hoàn toàn hắn bắt đầu ra ngoài lăng nhăng rượu chè cờ bạc cô dù cho có này nỉ hết lời hắn cũng bỏ ngoài tai anh sao vậy hả dũng lúc trước anh hứa với em như thế nào bây giờ lại trở nên như vậy vợ con thì không lo suốt ngày gái gú bài bạc anh có suy nghĩ cho mẹ con em không vậy hả Dũng nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Mày im mẹ mồm đi. Con đàn bà vô dụng, mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao? Mấy năm nay mày ăn hết bao nhiêu tiền của tao rồi hả? Con đỉ. Kim Liên như không tin vào những lời chồng mình vừa nói. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh nói gì hả? Anh mới gọi em là gì? Tại sao? Mày không thấy mày may mắn hơn khối con đàn bà ngoài kia à? có con điếm nào được cưới hỏi đàng hoàng như mày không hả tao bỏ vợ bỏ con đi theo mày bây giờ tao đang rất hối hận đây không biết lúc trước tao có bị bỏ bùa hay không mà lại nghe theo lời mày nữa thật tức chết mà anh tại sao lại nói ra được những lời này hả không phải anh nói sẽ không quan tâm đến quá khứ của em hay sao dũng cười khẩy trưng ra bộ mặt đều cáng nhìn cô thằng thừng nói mày tin những lời đó à con ngu thằng nào ra ngoài cua gái mà không nói như vậy tao tưởng dạng gái như mày đáng lý phải trải đời lắm chứ ai ngờ mày ngây thơ như vậy chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao hả dũng vậy tại sao lại cưới em lúc trước tao yêu thương mày là thật nhưng bây giờ tao chán rồi mày nhìn thử coi ngoài kia nhiều đứa hơn mày nhiều tao dại dột gì mà tiếp tục chôn vùi cuộc đời tao với mày hả ly dị đi. Kim Liên thật sự sốc đến nỗi không thốt nên lời. Người đàn ông từng thề non hẹn biển với cô ngày trước, bây giờ lại bình thản nói ra hai chữ, ly dị, nhẹ tênh. Cô mất tất cả rồi sao? Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Con người lúc trước của anh đâu rồi hả? Dũng cười khẩy. Con người lúc trước nào? Tao đâu có thay đổi. Bản tính tao vốn như vậy mà. Thằng Dũng này có tiền, có của, Tao lại là đàn ông phong độ ngời ngời, ra ngoài ăn nằm với hết đứa này đến đứa khác thì có làm sao? Mày nghĩ tao chỉ có mình mày thôi à? Đừng có khờ khạo như vậy. Hắn tật lưỡi, tiếp tục nói. Tao cũng yêu thật lòng đấy chứ, nhưng tiếc quá, mỗi con đàn bà tao cũng chỉ yêu được một thời gian à. Bây giờ tao yêu thật lòng người khác rồi, mày biến đi. Dũng à, em cầu xin anh anh thương hai mẹ con em một chút được không anh con mình còn chưa tròn một tuổi mà anh nỡ để người ta nói con mình là đứa không cha sao nực cười con mi có chắc là con tao không mà mày nói như đúng rồi thế gái điếm như mày nay thằng này mai thằng khác làm sao tao tin được tao nuôi mày và nó mấy năm nay như vậy là đủ rồi đó mày khôn hồn thì nghe lời tao đi nếu không tao giết chết hai mẹ con mày Thằng Dũng này một khi điên lên thì cái gì cũng dám làm đấy. Ký vào đây nhanh lên cho tao. Cô nước nở nhìn hắn. Ra sức van xin. Em lại anh Dũng ơi. Anh bỏ em rồi. Em biết sống làm sao hả anh? Anh suy nghĩ lại đi mà. Mi nó là con ruột của anh mà. Anh tin em đi Dũng. Dũng thở hắt. Bực dọc dùng chân đạp mạnh vào vai kim liên khiến cô ngã nhào ra sau. Đầu cũng đập xuống sàn đến tuôn máu mày đừng có ngoan cố với tao câm miệng lại và ký vào đi sau đó cuốn gói rời khỏi nhà tao coi chừng tao đập vỡ đầu mẹ con mày đó con điếm rẻ tiền dũng bây giờ trong mắt kim liên không còn là con người nữa hắn như con ác quỷ khát máu muốn lấy mạng hai mẹ con cô kim liên hoảng sợ tột độ bàn tay run rẩy đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn thầm mắng chửi bản thân mình ngu ngốc tất cả chỉ là do cô tự mơ mộng mà thôi chẳng có hạnh phúc nào đến với một cô gái điếm như cô cả những lời bà hoa nói quả thật không sai mà trước khi kim liên rời khỏi căn nhà ấy đã thấy hai ba cô gái khác từ ngoài bước vào bộ dạng lẳng lơ trẻ trung chẳng kém gì cô lúc trước kim liên bế con trên tay thầm cười khinh chính mình rồi tiếc thương thay cho những cô gái trong đấy rồi bọn họ cũng sẽ có ngày giống như cô mà thôi cuộc sống của kim liên những năm sau đó chẳng khác gì địa ngục Cô phải làm cùng lúc hai, ba công việc từ sáng sớm đến tối muộn để tự mình nuôi con, cuộc sống vô cùng vất vả. Có đôi khi sức cùng lực kiệt, người phụ nữ 26 tuổi còn có ý định giết chết cả con mình hoặc bỏ đó ở trại trẻ mồ côi như cô lúc trước cũng được. Nhưng suy đi nghĩ lại, lương tâm cô vẫn không cho phép mình làm vậy. Bởi những nỗi đau đó, cô là người hiểu rõ nhất không muốn tấm bi kịch ấy lại một lần nữa chút lên con mình. Liên rửa chén nhanh lên rồi còn ra dọn bàn. Hôm nay thiếu người đó, mày nhanh lên đi. Tiếng bà chủ đứng bên ngoài hét lớn vào mặt cô. Dạ, em làm ngay. Xong hết thì lau dọn nhà hàng luôn đi, sắp đón đợt khách mới rồi. Tranh thủ xong việc thì mày cút xuống nhà dưới. Người gì đâu dơ bẩn hôi hám hết chỗ nói. Kim Liên tuổi thân nhẹ gật đầu đáp lại dạ cô xoay người định đi lên dọn dẹp thì chị hoa kim liên bất chợt gọi tên bà không nghĩ lại gặp được bà hoa ở đây lại còn trong bộ dạng nhơ nhuốc đáng xấu hổ này nói chuyện với tao một lát được không nhưng em còn phải làm việc để tao nói mấy câu với bà chủ sau khi đã an tỉnh ngồi trong phòng chờ bà hoa lên tiếng trước mấy năm nay mày sống như vậy à kim liên nhẹ gật đầu dạ thằng bội bạc ấy đuổi mẹ con em đi rồi chị giờ chỉ có thể làm mấy công việc này mới mong đủ tiền trang trải cuộc sống bà hoa bất ngờ mày có con nữa à dạ con nhỏ cũng được năm tuổi rồi chị cả hai sau đó im lặng hồi lâu bà hoa vẫn là người lên tiếng trước về chỗ tao ở được không em vẫn còn cơ hội đó hả chị ờ ừ. Tính tao trước giờ dễ mềm lòng. Ông trời lại cho tao hôm nay thấy được mày trong hoàn cảnh này nên tao mới làm vậy. Ở đời mà, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Kim Liên thầm cảm kích bà Hoa, cô không nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà ấy vẫn còn muốn giúp đỡ cô như ngày trước. Kim Liên mỉm cười, hỏi bà, "Chị thấy em bây giờ như thế nào?" Bà Hoa khó hiểu nhìn cô, "Ý mày là sao?" Em có còn xinh đẹp như lúc trước nữa không chị? Bà Hoa hiểu ý cô, liền nhíu mày. Bây giờ mày có con rồi đó, tao sẽ sắp xếp công việc khác cho mày, đừng làm nghề này nữa mà. Kim Liên lắc đầu. Em biết hoàn cảnh của em bây giờ mà chị. Chị Hoa, chị thương em thì thương cho chót, bây giờ chỉ có làm nghề này, em mới đủ tiền lo cho bé Mi. Nhục nhã thế nào em cũng chịu hết nhưng em không để con em chịu khổ được chị ơi chị giúp em đi mà nói đến đây kim liên khóc nấc lên bà hoa nhìn cảnh này mà xót xa vô cùng kim liên lại nắm chặt tay bà tiếp tục van xin chị em xin chị ma một lần này thôi chị ơi bà hoa cũng chẳng thể làm khác ảo não gật đầu quay về thực tại kim liên sau cú sốc năm đó vốn đã chẳng thiết tha với cuộc sống này nay lại càng hận đời hơn thậm chí cô bây giờ không còn tin vào lời đường mật của bất cứ thằng đàn ông nào nữa vết thương lòng quá lớn khiến cô ngày càng chôn vùi mình trong bóng tối trong ngục tù bây giờ chỉ có bé my con gái cô mới chính là niềm tin niềm khao khát sống mãnh liệt đối với kim liên chỉ tiếc rằng cô đã yêu thương con bé sai cách mất rồi Đợi sau khi Kim Liên rời khỏi, bà Hoa từ từ lấy ra trong hộc tủ tấm ảnh đã cũ, đoán rằng nó đã được chụp từ mấy chục năm trước. Trong đó, là một cô gái đoán chừng hơn 20 tuổi đang cười tươi trước ống kính. Nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp, rất hồn nhiên và trong sáng, tựa như bức ảnh Kim Liên chụp cùng trang nhiều năm về trước. Và cô gái đó không ai khác chính là bản thân bà. Mỗi lần nghĩ lại những chuyện của quá khứ, cứ như một thước phim tua nhanh vậy. Bà Hoa bật cười chua chát, thầm nghĩ. Tại sao trên đời này lại có một người hoàn cảnh éo le, cùng cực giống bà đến như vậy chứ? Đến tận bây giờ, bà Hoa vẫn không thể nào quên được cuộc gặp gỡ định mệnh với Kim Liên hôm ấy. Từ cô bé 16 tuổi đói khát đến nỗi phải đi ăn cắp rồi bị người ta buông lời xỉ vả cho đến việc bị cuộc đời đẩy đưa phải trở thành gái điếm, sau đó lại nghĩ rằng sẽ tìm thấy chân ái của cuộc đời nhưng rồi sự thật phũ phàng tiếp tục đẩy kim liên về nơi tăm tối một lần nữa tất cả những chuyện mà kim liên phải trải qua nó hệt như những đớn đau mà chính bà hoa phải chịu đựng trong quá khứ bà cũng từng nghèo khổ đói rách đến bước đường cùng nên mới phải bán thân tự nuôi sống mình và rồi cũng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đã có vợ mà đòi sống đòi chết bám lấy người ta để rồi cái kết nhận lại còn đắng cay hơn cả kim liên nhưng may mắn hơn bà kim liên còn có được đứa con gái bên cạnh còn bà hoa vì bị hắn ta đánh đập hành hạ mà mãi mãi cũng không thể nào trở thành mẹ như người ta được năm ấy bắt gặp hình ảnh một kim liên đáng thương tội nghiệp vì bị vùi dập bà như nhìn thấy hoàn cảnh éo le của chính bản thân mình hồi còn trẻ Lúc đầu bà luôn mong mình có thể giúp Kim Liên đi con đường khác mình hơn. Nhưng vì sự khắc nghiệt của cuộc sống cũng như cám dỗ của đồng tiền, cô gái ấy vẫn đi vào vết xe đỗ của bà. Cũng chính vì điều đó mà hơn 10 năm qua, bà Hoa có phần yêu ái, giúp đỡ Kim Liên nhiều hơn những cô gái điếm khác. Đôi khi làm như vậy, bà Hoa lại có cảm giác như tự an ủi chính bản thân mình trong những ngày tháng địa ngục ấy vậy. Kim Liên sau đó đi vào phòng, con gái đang ngồi bó gối khóc nức nở đến đáng thương. Nhưng vừa thấy cô nó đã vội đứng dậy, quệt vội nước mắt, đứng khoanh tay chờ cô, xử tội. Ngồi xuống đi, lúc nãy tao đánh đau lắm phải không? Mi lắc đầu. Dạ không, con không sao. Kim Liên bật cười tự diễu chính mình. Thì ra con gái cô sợ mẹ nó đến nỗi có đau đến thế nào cũng không dám nói ra cô nhìn lại từng vết hằn lớn nhỏ trên người con bé trái tim người mẹ không ngừng cảm thấy đau lòng nhưng nếu không làm vậy sợ rằng cuộc đời tàn nhẫn này một ngày nào đó sẽ vùi dập nó mất đã bồi thuốc chưa dạ rồi ừ đi ngủ đi tao đi làm tiếp đây cố mà học cho giỏi mày mà học hành không ra gì tao cho đi bán vé số cho thiên hạ cười mày đấy nghe rõ chưa ánh mắt mi ngấn nước nhìn mẹ nó dạ con sẽ cố gắng tao không muốn nghe mày nói cố gắng tao muốn mày phải làm được dạ con biết rồi nhưng mà mẹ ơi kim liên nhíu mày quay lại chuyện gì cô bé lý nhí đáp lại bạn bè trong lớp nói con là đứa mồ côi không cha không mẹ con có nói với họ là con có mẹ nhưng họ không tin hay ngày mai mẹ đến trường rước con được không mẹ mẹ đừng kêu bà hoa đi được không nhiều năm nay việc đưa rước hay họp phụ huynh định kỳ vẫn do bà hoa giúp cô theo sát viện lý do gia đình khó khăn nên mẹ con bé phải đi làm ăn xa một năm chỉ về được vài lần do đó nên bạn bè thầy cô cũng chưa một lần được thấy mặt kim liên khiến mi cảm thấy vô cùng tủi thân thấy mẹ mình im lặng con bé tiếp tục nói Mỗi lần nhìn thấy mấy bạn có ba mẹ đến đón con ghen tị lắm. Con ước mẹ cũng sẽ đến đón con một lần để người ta không nói con mồ côi nữa. Kim Liên hít thở sâu, lúc này mới lên tiếng. Người ta nói gì mặc kệ người ta. Mày quan tâm làm gì hả? Cho mày đi học đã là may phước lắm rồi. Mày còn đòi hỏi à? Có biết là đưa mày đi học thì tao phải nghỉ làm không hả? Nghỉ làm rồi thì mày cạp đất mà ăn đấy. Mày có biết không? Càng về sau, giọng nói kim liên như thép ra lửa khiến mi đứng co rúm người vì sợ hãi. Mếu máu cầu xin. Dạ, dạ con. Biết rồi, từ nay, con sẽ không như vậy nữa đâu. Nín, mày nín ngay cho tao. Tao cấm mày khóc. Mày nghĩ khóc thì tao sẽ thương mày nhiều hơn sao? Bao nhiêu đây chưa là gì so với cái xã hội bất công ngoài kia đâu. Tao mà thấy mày khóc lóc vì những chuyện như thế này nữa thì chết với tao biết chưa cô bé lấy tay bụng miệng lại nén tiếng khóc nhanh chóng gật đầu kim liên sau đó cũng bước ra ngoài ngã khụy xuống nền gạch những giọt nước mắt nặng trĩu bắt đầu thi nhau rơi xuống trên gương mặt cô kim liên cố gắng đè nén tiếng khóc của mình nhưng càng làm vậy chúng lại càng tuôn rơi nhiều hơn cô tự trách mình nhiều lắm trách mình là một người mẹ vô dụng một người mẹ không ra gì nên con cô mới khổ như vậy con cô vốn mang tiếng không cha giờ đến cả mẹ cũng không được nhận kim liên thật sự là một người mẹ tồi mà nhưng nỗi lòng người mẹ có mấy ai hiểu được kim liên làm tất cả mọi chuyện chỉ mong con bé có một tương lai tươi sáng hơn cô kể cả việc sau này nó có hận hay không muốn nhìn mặt người mẹ này cũng được kim liên chỉ muốn chuộc lỗi với nó mà thôi vì cô đã sinh nó ra khi bản thân chỉ là gái điếm kim liên hôm nay được bà hoa cho phép nghỉ ngơi một ngày nên tự mình đi chợ nấu vài món cho bé mi đang đứng trước một quầy thịt thì bất chợt xuất hiện những tiếng ồn ào xôn xao phía sau vang lên ban đầu định mặc kệ nhưng kim liên nhận thấy những âm thanh đó càng ngày càng tiến lại gần mình nên đã quay đầu xem xét vừa đúng lúc một chậu nước bẩn từ tay ai đó hất mạnh lên mặt cô quần áo tóc tai bỗng chốc trở nên lấm lem rủ rượi mùi tanh cũng từ người cô phát ra nồng nặc chưa kịp lên tiếng chất vấn ai đã làm chuyện này thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ phía sau đi đến cất giọng tranh chua cuối cùng thì mày cũng chịu ra đường rồi đấy à con đĩ kim liên không thèm đáp trả chỉ hỏi ngược lại bà ta chuyện này là do bà làm đúng không người đàn bà lớn tuổi trước mặt hà hê cười lớn không phản bác chuyện mình là đĩ à mà chuyện này đúng là tao làm đấy mày định làm gì tao tôi làm gì bà mà bà lại hành xử như vậy bà ta cười khẩy mày không làm gì tao nhưng mày làm gì chồng tao bà đừng ăn nói bậy bà chồng bà là ai đúng là cái thứ dơ bẩn rẻ tiền mày ăn nằm với nhiều thằng quá nên không nhớ chứ gì được rồi để bà đây nói cho mày được rõ nhé chồng tao là ông cường khách quen của mày đấy còn tao là vợ hợp pháp của ổng tên diệp mày đã hiểu rõ chưa hả con ngu kim liên nghe vậy thì phì cười bà ngu hay tôi ngu thì phải xem lại rồi ý mày là sao hả bà thừa sức biết tôi là gái điếm thì giữa tôi với ổng chỉ là mối quan hệ ăn bánh trả tiền mắc mớ gì bà phải đến đây tìm tôi bên ngoài kia không chừng ổng nuôi hai ba con vợ bé bà đã biết chưa hả ai đời lại đi đánh ghen với gái điếm không ngu chứ là gì Chát, bà Diệp không nói không rằng thẳng tay tát mạnh vào má Kim Liên. Câu chuyện vốn đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong chợ, nay lại vì cái tát này mà tình hình càng căng thẳng hơn. Nhiều người còn nhanh tay lấy điện thoại ra ghi lại màn đánh ghen dữ dội này. Kim Liên sờ tay lên má, đoán chắc rằng gương mặt mình đã bị in hẳn năm dấu tay lên đấy. Khóe miệng còn chảy ít máu. Lúc này cô cũng điên tiết lên không kém gì bà Diệp mà lớn tiếng chất vấn. Bà bị điên sao? Những điều tôi nói bà không hiểu à? Tao hiểu chứ. Nhưng tao không muốn tha cho mày. Bao nhiêu lâu nay mày ăn uống bao nhiêu tiền của ông đừng tưởng tao không biết. Đối với tao, tiền của chồng tao chỉ có vợ con ông được sử dụng. Những con đàn bà hám tiền rắc rưởi như chúng mày đừng hòng động đến dù chỉ một xu. Bà mày điên lên thì tao xử cả lũ đấy. Vậy thì bà nhốt ông ở nhà luôn đi. Đừng cho ông đi bậy đi bạ nữa. Chát lại một cái tát như trời giáng giáng vào gương mặt xinh đẹp của Kim Liên. Chuyện đó tao biết tính. Còn mày, từ nay đừng bao giờ bén mảng lại gần chồng tao. Để tao mà biết mày lén phén với ông một lần nào nữa thì tao lấy axit rửa mặt cho mày đấy con đĩ. Bà đừng có mà quá đáng. Tôi nói cho bà biết, con này cũng không vừa đâu. Đừng ỉ đông hiếp yếu. Ông mà còn đến tìm tôi. Tôi thậm chí cho ông, trời, miễn phí luôn còn được. Nói rồi, Kim Liên bắt đầu nhìn bà Diệp từ trên xuống dưới, cô tặc lưỡi. Bà thế này, ông bỏ đi chơi gái cũng không uổng, vừa mập, vừa xấu, vừa hung dữ, nói cho bà biết, dù cho bà có trẻ ra 20 tuổi cũng không thằng nào thèm bà đâu. Đồ bà già. Bà Diệp lúc này giận đến tím người, cuộc đời bà chưa bao giờ bị người ta chửi đến thê thảm như vậy. Huống hồ đây chỉ là một con đĩ thậm chí đang tuổi con bà không nhịn được bà Diệp lớn tiếng gọi tụi bây đâu đập chết mẹ nó cho tao đánh nó tan nát mặt mũi cho tao bà Diệp vừa dứt lời lập tức năm sáu người phụ nữ cùng hai ba tên đàn ông đua con bậm trợn tiến đến không thương tiếc mà tấn công cô người thì nắm tóc xé áo tát liên hồi vào mặt cô kẻ thì vung chân đạp mạnh vào bụng vào ngực cô Mày hả? Mày hả? Dám giật chồng người khác. Đồ con đĩ. Đồ dơ bẩn. Thứ đàn bà không nên nết. Mày chết đi. Chết đi. Cho mày chừa cái tội giật chồng người khác. Chừa nha mày. Cả đám bọn họ vừa chửi mắng. Vừa hành hạ cô không ngừng tay. Mấy chục người đứng ngoài kia cũng vì sợ hãi mà không dám tiến đến can ngăn. Số khác thì lại thấy như vậy là xứng đáng với cô bà diệp đứng ở ngoài nhìn cảnh này thì hả hê hơn ai hết liên tục lớn tiếng bảo bọn đàn em đánh nữa đánh nữa cho tao đánh mạnh lên bỗng giọng nói quen thuộc từ trong đám đông hiếu kỳ vang lên không được đánh không được đánh nữa không được đánh mẹ tôi nữa đám người lập tức rời sự chú ý vào đứa bé gái đang đứng chắn trước mặt kim liên điều này càng làm bà diệp thêm tức giận đứa nhỏ này nó kêu mày là mẹ à? Vậy chẳng lẽ? Ông Cường có. Có. Kim Liên chối bay chối biến. Không có. Tôi không phải là mẹ nó. Con nhỏ này nói bậy đấy. Bà nghĩ xem. Tôi ăn nằm với ông ấy từ bao giờ mà lại có được đứa con lớn thế này. Nó tuyệt đối không phải con tôi. Và lại là gái điếm mà còn có con thì ai thèm nữa hả? Mi nhìn mẹ nó. Lắc đầu nói. Mẹ, con không nói bậy. Con là... Cô lập tức hét vào mặt nó. Im. Mày im cho tao. Nghe không hà. Kim Liên lúc này sợ hãi tột độ. Sợ rằng nếu thân thế của bé mi bị lộ, chắc chắn con bé sẽ không được yên thân. Đành ở trước mặt nó mà nhẫn tâm nói những lời vô tình. Vậy sao nó kêu mày là mẹ? Bà Diệp ngẫm lại những lời Kim Liên nói quả thật con ạ à này cùng chồng bà qua lại chưa lâu đến mức có được đứa con này nhưng vì bản tính vốn tò mò của đàn bà nên bà quyết định hỏi thêm nó nó là con của lao công trong quán chúng tôi sống chung lâu ngày nên kêu bọn gái điếm chúng tôi là mẹ vậy thôi bà diệp nghe vậy không khỏi cười khinh thì ra là vậy thật tội nghiệp cho nó thiếu tình thương đến nỗi phải kêu gái điếm là mẹ cơ à? Bà đang định nói gì thêm thì tiếng ồn ào phía xa vang lên. Công an! Công an! Công an đến! Bà Diệp cùng đồng bọn liền nhanh chóng tháo chạy. Đám đông cũng giải tán. Kim liền cố gượng hết sức đứng dậy. Nắm chặt mi rời khỏi đó. Suốt quãng đường trở về nhà. Con bé không nói lời nào. Đôi mắt ngập nước nhưng cũng không dám khóc. Chỉ lén quệt nước mắt. Thút thít từng tiếng nhỏ. Bà Hoa thấy Kim Liên mình mẩy đầy dẫy thương tích thì không ngừng hỏi thăm. Sau đó nghe cô kể lại mọi chuyện thì liền tự trách mình. Tao xin lỗi. Lúc sáng con nói với con bé rằng chiều tao có việc bận nên sẽ không rước nó được. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Kim Liên vì vết thương đau rát nên nhăn mặt trả lời. Không. Không sao đâu chị. Tại em xui thôi. Gặp chúng mụ điên. Ờ. Tao vừa nói chuyện với ông Cường rồi. Ông nói không biết vợ làm mấy chuyện này nên có gửi chút tiền bồi thường cho mày. Mà mày đứng trước mặt bé mi nói như vậy thật à? Chứ bây giờ phải làm sao? Em làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Bà Hoa thở dài bất lực. Không biết phải nói thế nào với hai mẹ con nhà này. Chỉ mong mi nó lớn lên sẽ hiểu chuyện. Không quá hận mẹ nó. Lúc này trong phòng, mi không khóc, cũng không nức nở thay vào đấy. Ánh mắt của cô bé 8 tuổi bộc lộ rõ nét giận dữ cùng nỗi uất hận đối với chính mẹ nó. Nó hận người phụ nữ ấy lắm. Tại sao? Tại sao lại không nhận nó là con chứ? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Hay nó thật sự không phải con của người đàn bà đó? Trong lòng mi từ giây phút ấy, thứ tình cảm bấy lâu này nó dành cho mẹ đã không còn được như trước nữa. Chớp mắt mấy kế đã 8 năm trôi qua, Mọi thứ đều vì vậy mà thay đổi rất nhiều. Mi không còn là một cô bé 8 tuổi dễ khóc như trước nữa, thay vào đó là hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng cá tính và mạnh mẽ. Đôi mắt ngây thơ ngày nào theo thời gian cũng đã thay đổi khiến nó trở nên sắc sảo, lạnh lùng. Mẹ cô dù đã gần 40 nhưng suốt mười mấy năm nay vẫn kiên quyết không chịu bỏ cái nghề ấy. Bà vẫn ngày đêm phục vụ những lão già đôi khi đáng tuổi cha, tuổi chú mình cái nghề ấy trong mắt cô học sinh ưu tú như Mi thì chính là vô cùng dơ bẩn, thấp hèn, luôn ở dưới đáy của xã hội. Bản thân Mi cũng không nhớ là từ khi nào, chỉ biết là từ khi cô nhận thức được nhiều chuyện, đã biết mẹ mình chính là loại đàn bà bị cả xã hội này khinh khi, rẻ biểu. Cũng chính vì điều này mà khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn, nói chuyện được vài ba câu là lại cãi nhau đến long trời lở đất hôm nay my được về sớm cô bình thản ngồi tại phòng chờ mẹ mình tiếp khách trước khi tiễn lão già ấy về bà còn không quên ẻo lả đặt lên môi ông ta một nụ hôn mà trong mắt my hành động ấy thô thiển đến mức cô không tài nào chịu được tôi có chuyện muốn nói với mẹ kim liên châm điếu thuốc giết một hơi chuyện gì mày nói đi cần tiền à Năm nào tôi chẳng được nhà trường trao học bổng cùng phí sinh hoạt cho học sinh nghèo. Chuyện đó mẹ không cần lo. Chứ chuyện gì? Mày nói mau đi. Tôi muốn dọn ra ở riêng. Kim Liên bật cười hỏi. Ở riêng Á? Mày định đi đâu? Mày còn chưa đủ 18 tuổi đâu đấy. Đừng có mà đi lung tung rồi về đây báo tao. Trường tôi mới xây khu nội trú cho học sinh. Tôi đăng ký vào đó ở rồi. Mẹ không cần lo không tốn một đồng nào cả. Thế ở như vậy thì một tuần về một lần à? Không, một tháng. Tôi đi như vậy càng tốt cho chuyện của mẹ chứ sao. Và lại tôi cũng không muốn chịu đựng cảnh này nữa. Tôi mệt lắm rồi. Kim Liên nghe con mình nói vậy liền trở nên tức giận. Mày nói cái gì hả? Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn phản tao à? Mày có biết cái nghề này nuôi mày ăn học mười mấy năm qua hay không hả? Thôi đủ rồi mẹ cứ tiếp tục làm cái nghề của mẹ đi. Tôi đi. Sau này tôi sẽ trả lại cho mẹ hết. Ừ, mày đi đi. Đi cho khuất mắt tao. Mi không muốn tiếp tục tranh cãi với bà. Nhanh chóng dọn đồ rời khỏi đó. Không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Hơn một tháng sau khi Mi rời đi, bà Hoa vẫn thường xuyên bắt gặp cảnh Kim Liên ngồi trong phòng. Giết liên tục mấy điếu thuốc. Trên tay vẫn mân mê tấm hình lúc nhỏ của con gái mình tự dưng bà cũng thấy chạnh lòng nhớ nó hả kim liên không nói chỉ nhẹ gật đầu cũng đã hơn tháng rồi mà sao nó vẫn chưa về vậy chắc nó không muốn về đó chị mà em cũng mong cho nó đừng về mày lại nữa rồi kim liên mỉm cười em còn định viết giấy từ nó nữa kia có một người mẹ như em chính là nỗi ô nhục lớn nhất của đời nó mà từ từ rồi con nó cũng sẽ hiểu mày đừng ăn nói lung tung kim liên lắc đầu em sợ không kịp thôi bà hoa nhíu mày thắc mắc hả mày nói gì liên nói lại tao nghe coi đâu đâu có em nói dỡn thôi mà mà chị này lỡ như em có chuyện gì chị giúp em lo cho con mi nha chị em sợ bà hoa liền cắt ngang rồi rồi tao biết rồi mày đừng nói nữa mà liên kim liên lúc này cầm tấm ảnh bằng cả hai tay trân trọng vuốt vuốt liên tục vào gương mặt đáng yêu của đứa bé thầm nói với chính mình mẹ xin lỗi con mẹ chỉ có thể yêu thương con bằng cách này thôi có hận mẹ cũng được nhưng phải sống tốt nha con bỗng vài giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh cũ kỹ cũng làm cho gương mặt đứa bé trong đó như khóc theo không hiểu sao bà hoa lại có dự cảm không hay trong lòng như sắp phải trải qua một cuộc chia ly vậy mấy tháng sau đó mọi chuyện đúng như bà hoa lo sợ kim liên mắc phải căn bệnh thế kỷ s không những vậy còn được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối bà hoa đau đớn nhìn kim liên từng ngày rằng co với sự sống trên giường bệnh hỏi ra mới biết hóa ra kim liên đã biết mình mắc bệnh từ lâu nhưng đã cố giấu bà hoa ngay trong đêm hôm ấy đã tức tốc đến trường tìm mi bà sợ rằng nếu tiếp tục chậm chế thì mọi thứ sẽ trở nên muộn màng mất bà hoa có chuyện gì vậy ạ mi đang ngủ thì bị đánh thức vừa mở cửa liền nhìn thấy bà hoa có phần lo lắng bất an đến khó tả bà hoa không nói nhiều trực tiếp kéo tay cô ra khuôn viên sau trường rồi mới mở lời con vào bệnh viện với bà đi mi sao vậy ạ sao con phải vào đó? Con đâu có bị gì? Bà Hoa lắc đầu, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Là... là mẹ con. Mẹ con. Sắp chết rồi. Mi bật cười, nghĩ rằng bà Hoa dùng chiêu này để lừa mình về nhà. Cô Phú Phàng nói. Con không đi đâu. Bà ấy có như thế nào cũng không liên quan đến con. Mi ơi! Bà Hoa không nói dối con đâu mà mẹ con bị bệnh ết, sắp chết rồi, con đến gặp nó lần cuối đi mà. Mi quay ngoắt lại, gương mặt cùng ánh mắt lo sợ của bà Hoa, và những lời nói kia, chắc là không phải đùa đâu. Mi nghe trong đầu mình vang lên một tiếng, quỳnh, to lớn, hình như cô sắp đánh mất thứ gì thì phải. Mi nắm lấy hai vai bà Hoa, lay mạnh. Bà, bà nói thật chứ, mẹ con, mẹ con sao lại? Đừng hỏi nữa mà, lập tức đến đó gặp mẹ con đi. Mọi chuyện sau này bà sẽ nói cho con được rõ. Mẹ con không còn nhiều thời gian đâu. Mi gật đầu lia lịa, bước chân định đi theo theo bà Hoa thì khựng lại. Có chuyện gì vậy con? Mau đi thôi. Cô ấp úng. Con, con không muốn gặp bà ấy. Con. Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra thì đã bị bà Hoa ngăn lại. Mi xem như bà Hoa xin con có được hay không, xem như giúp bà một lần này thôi. Theo bà đến gặp mẹ con đi, nếu không con sẽ hối hận cả đời đấy. Mọi chuyện bà sẽ nói rõ với con sau. Nghe đến hai chữ, hối hận, mi sau đó liền có chút dao động. Cô không tiếp tục trần trở nữa, nhanh chóng theo bà Hoa đến bệnh viện, sợ rằng nếu không đi, chính bản thân cô cũng không yên lòng được. Đứng trước cửa phòng bệnh, Mi nhớ lại bà Hoa nói mẹ mình bệnh AIDS, tự dưng cô lại sinh ra cảm giác ghê sợ đối với bà. Trong sự hiểu biết của cô về những người bị bệnh này, thì vẻ bề ngoài của họ thường rất ghê, rất đáng sợ. Mặc dù biết nếu chỉ tiếp xúc thông thường sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng cô bé 16 tuổi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bà, bà Hoa vào trước đi, một lát con vào sau. Bà Hoa làm sao không biết được những điều con bé này đang suy nghĩ, đành gật đầu nhanh chóng đi vào trước. Mai lén lút thông qua khe hở trên cửa nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc đến nỗi không nói nên lời. Trên giường bệnh, chỉ chít các loại máy móc hoạt động hết công suất để mong níu kéo được sự sống của mẹ cô từ tay tử thần. Trên cơ thể bà cũng chẳng lành lặn là bao khi xuất hiện nhiều hạch bạch huyết, những mảng da đầy những vết sạm nám miệng và lưỡi cũng không tránh khỏi cảnh bị lở loét phát ban khốn khổ vô cùng việc nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn hơn bà hoa vì vậy mà cũng đau lòng không kém lên tiếng cầu xin kim liên liên ơi tao xin mày chuyện đến nước này mà mày còn định giấu con mi nữa sao không không chị đừng để nó thấy mi nghe đến đây liền không cầm lòng được cô mặc kệ tất cả những nỗi sợ trước đó mà xông vào phòng bệnh, quỳ xuống bên cạnh bà. "Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ đừng đi mà." Bà Hòa nén nước mắt lên tiếng. "Tao xin lỗi mày, tao cầm lòng không được. Nó là con mày, nó cần biết." Kim Liên lúc này chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào con mình, sợ rằng căn bệnh thế kỳ sẽ làm hại con bé. Nhưng Mi hiểu được ý nghĩ trong đầu bà. Cô nắm lấy tay mẹ áp lên má mình. Hoảng loạn nói. Mẹ đừng bỏ con mà. Con xin lỗi. Con sai rồi. Mẹ đừng như vậy. Con sẽ về ở với mẹ mà. Mẹ ơi! Con không muốn mồ côi đâu. Cô không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên. Tiếng khóc như ai oán làm đau xé lòng người đang nằm trên giường bệnh. Kim liền thoi thóp nói. Mẹ! Thương con! Nhiều lắm! Mẹ xin lỗi. Ở dưới gối. Mẹ, mẹ có đồ cho con phải sống tốt, đừng như mẹ. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Về với con đi mà mẹ, nếu không con sẽ hận mẹ đến suốt đời luôn đấy. Tiếng máy móc kêu lên liên hồi, các ý bác sĩ cũng tiến vào chia buồn cùng cô. Mi không tin, tuyệt đối không muốn tin vào sự thật này. Cô cố lay người mẹ, nhưng lay mạnh đến thế nào, bà cũng chẳng thèm đáp lại cô một lời. Mi vẫn ngồi đó, khóc ướt cả chiếc áo của mẹ mình, nức nở trách bà. Tại sao? Tại sao mẹ lại sinh con ra hả? Con đã không có cha rồi, giờ mẹ lại bỏ con đi. Bây giờ con mất hết rồi, con biết phải làm sao hả mẹ? Đợi cô từ từ bình tĩnh, bà Hoa mới tiến đến ôm lấy cô. Mẹ con đi thật rồi. Bây giờ chúng ta về nhà chuẩn bị hậu sự cho nó. Mi không buồn trả lời, lê lết tấm thân thất thểu đi theo bà Hoa về đến quán, bà Hoa dẫn Mi vào phòng Kim Liên theo như lời mẹ nó đã dặn bà trước đó. Bà Hoa lấy từ hộc giường ra một chiếc hộp, lấy từ dưới gối ra một lá thư đưa cho cô. Con đọc đi, đọc để hiểu được cuộc đời của mẹ con bi thảm đến mức nào đọc để biết được hoàn cảnh của nó khó khăn cùng cực đến thế nào và tại sao nó lại chọn cách yêu thương con bằng đòn roi, bằng những lời chửi mắng như vậy. Ngừng một lát, bà Hoa tiếp lời. Chính số phận hầm hưu đã khiến mẹ con trở nên như vậy. Con chính là niềm hy vọng, niềm tin cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời tâm tối của nó. Dù đúng hay sai thì tất cả mọi chuyện mẹ con làm đều muốn cho con có một cuộc đời tươi sáng, tốt đẹp hơn nó, vì vậy nên đừng gieo thù hận vào mẹ con, nó thương con nhiều hơn mọi thứ trên đời này. Mi sau đó thất thần mở lá thư ra, từ từ đọc. "Mi của mẹ, lúc con đọc được lá thư này thì chắc chắn mẹ đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Mẹ muốn nói với con rằng, mẹ thương con lắm, mẹ thương con nhiều lắm, mẹ thương con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Con biết không?" Bất cứ người mẹ nào trên đời này cũng muốn con mình được khỏe mạnh, hạnh phúc cả. Và mẹ cũng vậy. Nhưng cách mẹ thương con làm con rất đau lòng có đúng không? Mia, mẹ của con là trẻ mồ côi, không được ăn học tử tế nên mới phải kiếm sống bằng cái nghề này. Mẹ cũng không muốn đâu con, nhưng nếu không làm vậy, mẹ con mình biết lấy gì sống đây con? Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra con. Mẹ còn rất muốn khoe con với mọi người mẹ muốn khoe việc con học giỏi con xinh đẹp nhưng tiếc quá con lại là con của mẹ người ta sẽ vì vậy mà không công nhận con nên mẹ đành giấu vậy chỉ cần đứng nhìn con thành công từ xa thì mẹ cũng hạnh phúc lắm rồi con ơi cuộc đời này tàn nhẫn lắm nên con phải mạnh mẽ lên khi không còn mẹ con càng phải mạnh mẽ bởi ngoài mẹ ra sẽ không ai thương xót cho những giọt nước mắt của con đâu con gái phải cố lên nhé. Trong chiếc hộp ấy có hình ảnh của con, của cô Trang, một người chị thân thiết của mẹ. Mẹ quý nó lắm, con thay mẹ giữ chúng nha. Ngoài ra còn có sổ tiết kiệm bấy lâu nay mẹ để dành. Mẹ tính hết rồi. Số tiền đó đủ cho con học hết đại học đấy. Bà Hoa từ nay sẽ thay mẹ chăm sóc cho con. Hãy xem bà ấy như bà ngoại của con nha. Mẹ phải đi rồi. Hẹn gặp con ở một cuộc đời khác mẹ luôn thương con mi của mẹ mi đọc xong lá thư mọi cảm xúc dồn nén suốt mười mấy năm qua như vỡ òa cô khóc thật lớn như muốn ông trời biết được mình đang đau đớn thế nào cô luôn trách cứ bà ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ chịu hiểu cho những chuyện mà bà đã phải trải qua mẹ cô chưa một lần được hạnh phúc tại sao tại sao ông trời lại đối xử với bà như vậy bà hoa cũng ôm lấy cô mà khóc theo lễ tang sau đó được tổ chức rất đơn sơ giản dị cũng chẳng có mấy người đưa tang ngoài mi bà hoa cùng vài người bạn thân thiết của kim liên ở quán đến nơi an nghỉ cuối cùng mi dập đầu trước quan tài mẹ mình ba cái như tạm biệt bà tạm biệt một cuộc đời khốn nạn mà bà vẫn thường hay nói mi cùng bà hoa vẫn đứng đó gần ba giờ đồng hồ mãi đến khi xuất hiện cơn mưa nặng hạt như thác đổ thì hai người mới chịu trở về rất nhiều năm sau đó những người ở xung quanh khu vực ấy hàng tháng vào ngày rằm và mồng một vẫn thường xuyên thấy được bóng dáng một già một trẻ cùng nhau lau dọn mộ bia còn đứng đó rất lâu như không muốn về cô gái trẻ mỉm cười nhìn ngôi mộ mẹ còn tốt nghiệp đại học rồi loại xuất sắc luôn đấy mẹ tất cả là nhờ mẹ đấy ạ à. nói rồi cô gái nghiêng đầu sang người bên cạnh chắc là mẹ sẽ vui lắm đúng không ngoại bà hoa gật gù giọng nói khàn khàn bảo ừ ờ, mẹ con vui chứ mi của nó giỏi như vậy mà thôi cũng trễ rồi chúng ta về còn lo cho tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi nữa sau khi kim liên ra đi bà hoa cũng chẳng còn thiết tha công việc tú bà của mình nữa bà quyết định bỏ hết tất cả cùng mi xây dựng một trại trẻ mồ côi để lo cho những đứa trẻ bất hạnh như mẹ của nó dạ ngoại Mi lại nhìn tấm bia mộ lần cuối. Con về nhà mẹ, tháng sau lại đến thăm mẹ. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, hai con người một lớn, một nhỏ cùng dìu nhau trên con đường gồ ghề, nhưng bọn họ không hề khó chịu mà trái lại còn rất vui vẻ, trên môi bao giờ cũng nở nụ cười, vì họ tin chắc rằng những thứ xấu xí bao giờ cũng tiềm tàng trong đó một nét đẹp đến nao lòng giống như hình ảnh người phụ nữ luôn mỉm cười trong lòng họ vậy quý vị có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video điều này hoàn toàn miễn phí nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa một like nhỏ nhưng ý nghĩa thật to lớn cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe